nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20 km về phía tây bắc, rải Nam Ô xuất hiện thảm đều xanh vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 âm lịch hàng năm. Những gành đá tại đây dài khoảng 500 mét, nhô ra biển với những tầng đá nổi, đủ hình thù, kích thước khác nhau, được phủ đầy rêu, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Thảm rêu xanh non với vẻ đẹp hữu tình đã thu hút nhiều người dân và du khách tới tham quan chụp ảnh. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã tìm đến bãi rêu và nán lại đêm trưa để canh được ánh nắng đẹp nhất. Địa điểm này là một điểm hot của Đà Nẵng và địa điểm rêu thì chỉ có một mùa trong năm nên là tụi chị là bắt chọn là đây là đang là mùa có rêu, chị quyết định chụp ảnh. Chắc là bộ ảnh của chị sẽ rất là đẹp và rực rỡ màu xanh của bãi rêu. Ở đây là nước còn thấp, là rêu nó cao là mình thấy được bãi rêu, còn mà trẻ là nước nó dâng cao là rêu nó ngập lại mình không chụp được cái hình. Cái ngày mà nước nó thấp là rêu mình thấy nó nhiều. Vào những ngày cuối tuần, bãi rêu xanh thu hút hàng trăm lượt người tấp nập ghé thăm. Năm nay, nhiều người dân khi đến đây đã có ý thức giữ gìn vệ sinh chung với hy vọng cảnh quan bãi rêu luôn sạch đẹp. Nói với các bạn là đi là phải giữ gìn môi trường sạch sẽ. Nên là các bạn mình tới chụp hình rồi du lịch biển rồi khám phá những cái thiên nhiên của Đà Nẵng, nhưng mà mình phải bảo vệ môi trường. Mùa rêu xanh cũng là thời điểm công việc chụp ảnh trở nên bận rộn hơn. Trung bình mỗi ngày, một thợ chụp ảnh từ 7 đến 10 đoàn khách. Bên cạnh đó còn có các khách lẻ, khách chụp cưới. Theo các thợ ảnh, thời điểm chụp rêu đẹp nhất là lúc sáng sớm, khi mặt trời ló rạng, thủy triều rút, các bãi rêu sẽ lộ ra nhiều hơn. Và bọn em chụp cả hai mấy bao nhiêu đoàn khách. Một đoàn khách 5-7 người tùy sẽ lượng. Buổi sáng là bắt đầu bằng tờ 1 lên tới 9-10 giờ rồi. Buổi chiều là nó sóng lên. Nhưng mà tờ cũng chứa được tiếp đi mặt cũng đỏ cũng đẹp. Ngoài ra vào buổi chiều muộn cũng có rất đông người dân và du khách đến bãi rêu để ăn uống, ngắm cảnh hoàng hôn. Bãi rêu xanh chỉ có duy nhất một mùa trong năm đã trở thành nét đặc trưng hấp dẫn của vùng đất Nam Bộ.